Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng tách từ của phần mềm Analyze. Để thực hiện, các bạn làm theo hai bước sau. Bước thứ nhất, cài đặt phần mềm Analyze. Bước thứ hai, sử dụng hàm Workcenter để tách từ. Để cài đặt Analyze trong Ubuntu 16.04, Python 3.5, các bạn chỉ cần đơn giản sử dụng lệnh bip install underc. Thì sau một vài phút thì underc sẽ được cài đặt thành công và các bạn có thể là import underc. Sau khi đã cài đặt Analyze, chúng ta có thể sử dụng hàm Workcenter để tách từ. Thì ở đây, Analyze đã chuẩn bị một vài câu mẫu để mà chúng ta có thể test cái hàm này. Ở đây thì kết quả trả về sẽ là một cái list các cái string, với mỗi một string, mỗi một phần tử sẽ là một string và ứng với một từ đã được tách. Analyze thì hàm Workcenter thì cung cấp một cái option nữa là format bằng text. Thì khi đấy thì kết quả trả về sẽ là một string với các từ thì sẽ được cách nhau bởi dấu cách, và các phần tử trong từ, các tiếng trong từ thì sẽ được nối với nhau bởi dấu gạch dưới. Chúng ta có thể test với một cái title của một của báo dân trí. Thì đây có công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG, thì thấy là Analyze có thể nhận diện được các cái từ công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG hoặc một câu khác. Khai quật thi thể một phụ nữ được chôn dưới nền nhà, thì có thể thấy là các từ khai quật thi thể phụ nữ thì đã được Analyze phát hiện. Trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng hàm Workcenter trong Analyze để tách từ tiếng Việt. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.